Vâng, xin chào tất cả anh em cộng đồng YouTube nhá. Hôm nay bọn tôi hướng dẫn cho các bác làm món rắn rán lá lốt. Đây là con rắn sọc dưa. Đấy, trong miền Nam người ta gọi là rắn hổ ngựa đấy. Con này to ấy. Bọn tôi đi làm thịt rắn nhé các bác nhá. Vâng, đây đổ nước sôi vào. Cạo hết cái vảy đi. Con dao nhọn nào không nhỉ? Dao nhọn nào không nhỉ? Con này nó ăn chăn chặt chuột, nó ăn chuột nó ăn gì mỡ này em có làm gì hụt cân nó to nữa. Nhìn thế thôi, ngoài đời nhìn thế thôi, thật chanh nhìn thế thôi, ngoài đời to lắm. Lấy cái mật nha, lấy cái mật đi uống rượu. Mật nó ở chỗ nào đấy? Để ruột đấy.
đập cái tí nó vỡ ra ăn cứt. Đấy, bây giờ bắt đầu mang đi băm nhỏ nha các bác nha. Rửa rồi. Băm đi. Cho tất vào nhé. Đâu có đi tất chứ đâu mà cho vào. Cô lấy tất về đây cô. Băm vào cho vào. Đấy bây giờ bắt đầu băm lá lốt cho vào nhá các bác nhá. Rồi cho đi.
cần cho nhiều thứ đâu. Đấy, đây thịt rắn này các bác này. Đấy, rắn mê la lốt. Đấy, cho đây tí hạt nêm nữa. Tí nước mắm Hồng Kông. Đấy, cho tí nước mắm. Đấy. Đi chính đấy, đi chính. Rồi về nhà cho vào ấy sao? Không vào đây thì quấy luôn. Đi về một dán. Đấy, trứng gà ta. Trứng Trung Quốc. Đâu? Cho tí vào. Đấy, xong là trộn đều lên nha các bác nha. Cho nó dính lại được. Và bây giờ tôi sẽ mang đi rán. Và bây giờ bọn tôi bắt đầu đi rán nhá. Cháy to tí không? Bếp này nó bé mà. Ở nhà hàng nó họ làm như nào? Cho mạnh nó rán cho. Bếp này quá. Thật thế vừa. Anh rán được nhưng... Đấy, làm bánh này.
Súp nhỉ? Súp có. Mua súp vào đây. Đấy, nó bắt đầu, bây giờ nó bắt đầu vàng lên rồi các bác này. Vâng, đây bọn tôi đã rán chín một phần này các bác này. Đấy. Thơm lắm. Thơm phức. Đồ ăn ngon lắm. Này, không phải rửa chứ cái đấy đâu. Con này không phải rửa. Đấy các bác nhìn này. Nhìn ngon không? Tuyệt cú mèo. Tôi thử miếng xem như nào nha. Con dao đâu hết nhỉ? Ui, quên cuộc đời luôn các bạn. Thơm ngon lắm. Vâng, như vậy bọn tôi đã làm xong các bác ạ. Vâng, bây giờ chuẩn bị uống rượu. Có uống rượu thì lên đây. Các bạn ơi, uống với rượu ngô. Tung lên thì bọn nó thèm. Ừ. Hôm sau bên này hắn với cánh Lê Hà đi trận du lịch cho lắng. Ờ, còn đi mèo nữa. Vâng, đây là rượu ngô men lá của Na Hang, đặc sản Tuyên Quang. Xin mời tất cả các bác nhá. Đây ơi. Thôi anh em mình lên đi. À, tôi thử miếng thịt rắn nha. Đấy. Rất là thơm ngon nè các bác này. Không, nó con rắn cổ nó đầu nó ngóc lên là chắc không bị mềm nữa, không ngóc được. Vâng, video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau. Xin chào.